Những mảnh thép hình thoi rất nhỏ như thế này nhưng lại gây ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng nếu người đi đường vô tình cán trúng. Chúng là nỗi ám ảnh của người tham gia giao thông mỗi lần đi qua quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Theo người dân sinh sống tại khu vực này, tình trạng kẻ gian rải đinh đã xảy ra từ rất lâu, đặc biệt càng gần các dịp lễ Tết khi lượng phương tiện lưu thông đông cũng là thời điểm đinh đặt hoành hành. Cảnh sát giao thông đánh giá hành vi rải đinh vật sắc nhọn trên đường nhằm chọc thủng vỏ, rụ xe để trục lợi cá nhân là hành vi nguy hiểm, coi thường pháp luật. Điều này không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn có nguy cơ cao, gây ra tai nạn giao thông, ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí tính mạng người tham gia giao thông. Thì rải đinh thì nói chung là nó cũng hại cho người ta đó, tại vì mình cũng thấy mà nhiều người té rồi đó. Đinh thì nó hình thù giống như hình thoi của mình vậy, hình tam giác á. Thì cái đó thì khi mà tiếp xúc với cái bánh xe tiếp xúc đó, nó có thể gây nổ cho người dân, nó có thể té ngay lập tức, nó rất là nguy hiểm. Nó nguy hiểm cho những người mà Tết người ta về quê, nhằm khi về quê Tết rồi đó, nó rải trúng, nhằm khi gây tai nạn, về Tết về quê thấy tội người ta. Chứ chở đồ rồi còng cành, nhằm khi bị đinh cái là dẫn bộ, giờ thấy tội lắm. Để đảm bảo an toàn giao thông, vào sáng 21 tháng 12 năm 2023, đội cảnh sát giao thông Phú Lâm thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt, tức PC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh, phối hợp cùng công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng Idico tiến hành cho hút đinh trên quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn quận Bình Tân. Sau hơn 30 phút di chuyển, xe hút đinh trên quốc lộ 1 đoạn từ cầu vượt tỉnh lộ 10 đến trạm thu phí An Sương An Lạc tại quận Bình Tân, lực lượng chức năng thu gom được nhiều mảnh kim loại và cả đinh hình thoi. Toàn bộ số kim loại đinh này sẽ được mang đi xử lý. Ông Võ Thanh Bình, nhân viên chuyên thu gom đinh của công ty Idico chia sẻ, năm nay vấn nạn đinh tặc đã có phần thuyên giảm. Có mấy năm trước nhiều, có mấy năm nay nhờ mấy anh cơ quan chức năng đồ dẫn đi thì cũng bớt rồi, như lên 60 giây rồi á, thì cũng bớt rồi, rải ít hơn mấy năm trước. Mấy năm trước vậy chập Tết là kéo khoảng chừng 15-16 kg. Hồi lúc trước thì rải nhiều, rải từ ở trạm thu phí rải dài xuống tới An Lạc, ngay chỗ bên chỗ phường, nó cũng rải trước phường luôn. Bên cạnh việc thu gom xử lý mảnh kim loại đinh sắt, tổ công tác cũng đi đến các tiệm sửa chữa xe máy trên địa bàn để tuyên truyền vận động chủ tiệm ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định trong hoạt động sửa chữa phương tiện trên quốc lộ 1. Theo đó, các chủ tiệm ký cam kết không được tự ý cải tạo, thay đổi hình dáng, kích thước, màu sơn của phương tiện, không được độ chế phương tiện, không được rải đinh vật sắc nhọn ra đường. Cảnh sát giao thông cũng khuyến cáo các chủ tiệm sửa xe phải nhanh chóng báo tin cho lực lượng chức năng khi phát hiện các đối tượng rải đinh để có phương án xử lý kịp thời. Thì sau cam kết em kỳ vọng là cái đường này mình có thể khắc phục được mấy cái tình trạng mà rải đinh cho người dân ta đi cho nó an toàn xíu, không có xảy ra tai nạn đồ này nọ đồ, nó tránh việc gây hại. Theo quy định tại điểm A khoảng 10 điều 11 Nghị định 100 năm 2019 của Chính phủ, người có hành vi ném đinh, rải đinh hoặc vật sắc nhọn khác trên đường có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 6 đến 8 triệu đồng. Ngoài ra, hành vi này nếu gây tổn hại cho sức khỏe hoặc tính mạng của người khác thì có thể bị xử lý về tội cản trở giao thông đường bộ hoặc tội cố ý làm hư hỏng tài sản, được quy định tại Bộ luật Hình sự năm 2015.